Song Ki-ho bị bắt gặp hẹn hò cùng Song Joong-ki tại nước ngoài, làm hòa sau 3 năm ly hôn. Thông tin cặp đôi hậu duệ mặt trời Song Hye-kyo và Song Joong-ki gặp mặt hẹn hò nhau tại Indonesia hiện đang khiến công chúng hoang mang và mừng rỡ. Liệu sau 3 năm ly hôn, cặp đôi có phải đã chính thức tái hợp? Mới đây, Song Joong-ki đã đến Indonesia tham gia một sự kiện. Những hình ảnh hoạt động của nam diễn viên tại đây được đăng tải lên mạng xã hội. Điều đáng nói là một nghệ sĩ nội địa bất ngờ cập nhật trang cá nhân với dòng chú thích gây tranh cãi. Nữ nghệ sĩ Indonesia này viết, Song Hye-kyo này vừa gặp lại chồng cũ Song Joong-ki. Thông tin ngay lập tức gây bùng nổ mạng xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng Song Joong-ki và Song Hye-kyo hội ngộ sau hơn 3 năm ly hôn. Số khác thì cho rằng nghệ sĩ trên khiến mọi người hiểu nhầm khi có phát ngôn thiếu rõ ràng. Cô muốn nói mình giống Song Hye-kyo và muốn cảm ơn thương hiệu vì đã cho mình cơ hội gặp lại chồng cũ. Trên thực tế, nhiều khán giả tin rằng nữ nghệ sĩ Indonesia gây hiểu nhầm khi ví mình với Song Hye-kyo và nói lời cảm ơn vì thương hiệu đã cho cô tiếp xúc với Song Joong-ki. Song Hye-kyo và Song Joong-ki chia tay nhau từ năm 2019. Kể từ đó cho đến nay, họ chưa bao giờ chạm mặt tại sự kiện cũng như trực tiếp nhắc đến đối phương. Tuy nhiên, tên của hai người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với nhiều nghi vấn và tin đồn khác nhau. Đây không phải lần đầu Song Hye-kyo và Song Joong-ki vướng nghi vấn tái hợp. Vừa qua, người hâm mộ cặp đôi song song không khỏi mừng rỡ trước nghi vấn. Song Joong-ki đăng ảnh chúc mừng sinh nhật vợ cũ Song Hye-kyo. Cụ thể, rạng sáng ngày 22 tháng 11, Song Joong-ki đã đăng tạo loạt ảnh mới lên trên tài khoản Instagram cá nhân. Được biết, những hình ảnh này được nam diễn viên chụp lại trong chuyến công tác tại Los Angeles, Hoa Kỳ để tham dự lễ trao giải Emmy quốc tế lần thứ 50. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Song Joong-ki xuất hiện đầy điển trai với áo khoác dạ dáng dài cùng chiếc mũ lưỡi trai đen tối giản. Nam diễn viên dừng lại ở một hiệu sách và đang lựa chọn cùng biểu cảm chu môi đầy đáng yêu. Điều đáng nói là Song Joong-ki đã đăng tải loạt ảnh này vào đúng ngày sinh nhật của vợ cũ Song Hye-kyo. Được biết, Song Joong-ki là một người ít khi cập nhật ảnh lên mạng xã hội và thường chỉ đăng tải mỗi khi có dịp đặc biệt hoặc quảng bá cho phim mới. Có thời điểm anh chàng hoàn toàn mất hút trên Instagram. Động thái đăng ảnh đầy bất ngờ này đã không khỏi khiến cho khán giả đặt ra giả thiết liệu có phải Song Joong-ki đang ngầm chúc mừng sinh nhật Song Hye-kyo. Tuy nhiên, có người lại cho rằng việc Song Joong-ki đăng ảnh là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thời gian gần đây, cặp đôi được cho là đang có dấu hiệu tái hợp, như việc Song Joong-ki bất ngờ bị khán giả phát hiện dùng chung một mẫu giày giống Song Hye-kyo. Theo đó, hình ảnh Song Joong-ki vui vẻ chụp cùng với người hâm mộ tại khu vực Apgujeong đã được đăng tải lên mạng xã hội. Có thể thấy, nam diễn viên hậu duệ mặt trời đã mặc đồ tông đen, đội mũ và đi giày thể thao màu trắng. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cư dân mạng không phát hiện ra Song Joong-ki và Song Hye-kyo dùng đồ đôi. Cụ thể, đôi giày mà Song Joong-ki sử dụng rất giống giày mà Song Hye-kyo đã từng diện khi ra sân bay lên đường sang Paris dự sự kiện. Có người cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, số khác lại đoán rằng cặp đôi song song đã dùng đồ đôi, cho thấy họ đang trong quá trình hàn gắn tình cảm. Cũng có một bộ phận khán giả cho rằng Joong-ki cố tình gây chú ý bằng việc đi giày cùng thương hiệu với vợ cũ. Song Joong-ki và Song Hye-kyo chính thức đường ai nấy đi vào tháng 7 năm 2019. Tính đến nay đã hơn 3 năm trôi qua, cả hai đều chưa hề công khai yêu đương người mới và chưa từng một lần lên tiếng về lý do ly hôn, khiến những tin đồn về cặp đôi liên tục được đặt ra. Từ khi ly hôn, Song Joong-ki và Song Hye-kyo dùng sức cho các dự án phim ảnh. Hiện tại, phim mới của Song Joong-ki mang tên Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang được lên sóng. Phim có rating cao và nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả. Trong khi đấy, Song Hye-kyo vừa đón tuổi 41 và tác phẩm The Glory của cô cũng chuẩn bị ra mắt người xem.